Xin chào các bạn, hôm nay Vinh sẽ đem đến cho các bạn một dòng nhớt của thương hiệu Repsol, đó chính là Master Cutter. Thì dòng nhớt này sẽ thay thế cho cái phiên bản Moto Cutter đã ra mắt trước đó. Không phải là thay thế là do sản phẩm nó bị lỗi hay là kém chất lượng, mà là do nhà sản xuất muốn nâng cấp về cái phần bao bì bên ngoài, cũng như thêm vào đây nhiều chất phụ gia để dòng nhớt này phục vụ cho cái xe của các bạn được tốt hơn. Cụ thể thì cái dòng nhớt Master Cutter mới này của Repsol sẽ có những cái ưu điểm gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video clip này. Thông thường những video clip này của Vinh chỉ kéo dài khoảng từ 3 đến 5 phút thôi. Xem thì các bạn sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng từ đó chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin về những cái dòng nhớt này. Chúng ta sẽ có thể lựa chọn ra một cái dòng nhớt phù hợp với chiếc xe của mình. Quay trở lại với cái nội dung của dòng nhớt Repsol ngày hôm nay, thì Repsol là một cái thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Họ đã có nhiều cái dòng nhớt khác nhau dành cho những cái dòng xe 4 thì như là xe số, xe công tay và kể cả xe tay ga. Và cái dòng nhớt Repsol Cutter Master này là một cái dòng nhớt nằm trong bộ sưu tập những dòng nhớt dành cho xe tay ga của họ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái đặc tính bên trong của cái dòng nhớt này nha. Nhớt Repsol Master Cutter với công nghệ chế tạo xuất sắc đạt chuẩn Yaso MA2 và cấp nhớt là SN, kết hợp cùng với những chất phụ gia độc quyền. Dòng nhớt này giúp bôi trơn và bảo vệ động cơ xe tay ga 4 thì với những cái ưu điểm đi kèm như sau. Được thiết kế đặc biệt giúp giảm ma sát, chống mài mòn linh kiện hiệu quả bất chấp việc động cơ phải hoạt động liên tục trên những quãng đường dài. Hạn chế độ ma sát, bảo vệ động cơ, bộ ly hợp vận hành trơn tru, chống trượt hiệu quả. Dễ dàng khởi động xe và cho cảm giác động cơ luôn êm, mượt mà khi vận hành. Thời gian sử dụng kéo dài từ 2.200 cho đến 2.500 km. Quy chung lại từ những ưu điểm đó mà Vinh thấy rằng đây là một cái dòng nhớt phù hợp với những cái dòng xe tay ga của hãng Yamaha, Honda và kể cả Suzuki. Với những cái bình nhớt Master Cutter của Repsol này, 1 lít sẽ có giá là 215.000 và mức giá trên Vinh cập nhật vào tháng 9 năm 2022 cho các bạn nha. Cuối cùng, để tránh mua nhầm nhớt giả, nhớt kém chất lượng và không rõ nguồn gốc, các bạn có thể đến với lại shop hai bánh đại lý ủy quyền của thương hiệu nhớt Repsol để mua được một cái dòng nhớt chính hãng dành cho chiếc xe của mình và được thay nhớt đúng kỹ thuật. Và điểm khác biệt khi các bạn thay nhớt tại shop hai bánh, kho nhớt chính hãng đến từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới, giá cả niêm yết rõ ràng, nhớt mới nhập liên tục, quy trình thay nhớt chuyên nghiệp và miễn phí công, nhân viên tư vấn nhiệt tình phù hợp theo nhu cầu của khách hàng, hệ thống cửa hàng ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt khi các bạn mua bất kỳ một sản phẩm hay sử dụng dịch vụ nào của shop hai bánh, các bạn sẽ được bơm bánh xe, tăng sên và tăng thắng miễn phí để xe của chúng ta luôn an toàn và ổn định nhất. Muốn biết thêm về những cái dòng nhớt khác, các bạn có thể lên website là shop2banh.vn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop 2 bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.